bạn nha, hôm nay là nhà mình có món thực đơn mới, đó là món cua nha các bạn. Các bạn hãy đoán xem mình sẽ làm món gì đây nào. Cái trời, con cua nó to thế này nè. Con cua này nó gãy càng nè, con cua này còn nguyên càng. Con cua nào con cua nấy nó biết nói chuyện luôn nhỉ. Để mình cầm cái con cua này lên cho các bạn xem mà nó to đây nè. Trời, hái càng nữa nè. Quá trời to luôn nè. Đầy đủ càng quen các bạn. Bữa nay nhà mình có gì ăn hái nha. Và đây là các bước để làm món cua gan me nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ xào cua xong rồi mình sẽ nêm gia vị gồm có muối, không có muối nha các bạn, gồm có đường và bột ngọt, thêm một tí xíu nước mắm. Và nhớ là phải bỏ thêm một tí xíu nước dừa để cho nước dừa cho nó ngọt nha các bạn. Và sau một hồi cho nó, để cho nó sôi thì mình sẽ bỏ me vào nha các bạn. Bỏ me xong rồi mình sẽ đợi cho nó sắc lại như thế này nè. Rồi mình sẽ múc ra mình ăn thôi. Trời ơi, cái thứ mà nó quạch 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 nó sắc sắc lại nè các bạn, ngon ghê là ngon. Và bây giờ mình sẽ đi ăn cái dĩa cua này thôi các bạn ơi. Quá trời hấp dẫn luôn. Cái chỗ này lý tưởng quá trời luôn nè, mình sẽ ngồi xuống đây mình ăn thôi. Đây là dĩa cua nè các bạn, mình mới xào gan me xong đó các bạn. Các bạn thấy không? Và bây giờ mình sẽ tách ra cua ra mình ăn thôi. Không biết mình xào có ngon không nữa. Ăn thử coi. Đây nè các bạn. Cái nước nó sạch 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 nè. Nước nó sạch sạch sạch. Rồi cân cua của mình nè các bạn. Nó chắc lắm. Trời trời. Nước dừa nó ngọt. Nước dừa nó ngọt rồi me nó chua 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 nữa. Trời trời, vừa ngọt vừa chua, vừa cua vừa chắc nữa. Nhà mình có gì mà mình ăn ấy à? Ngon quá trời ngon. Cua nó chắc mà trời, cắn ra vẫn lẽ cắn ra cho các bạn thấy nữa chứ. Các bạn thấy không? Trời, con cua nó chắc dữ lắm, cắn muốn gãy răng. Trời, cái nước súp này nè, chấm vô nè, ngon quá trời ngon luôn. Chua chua. Ngon quá. Miếng ăn nhảy tới miệng luôn rồi mà còn nhảy ra. Ngon quá ngon. Lâu lâu có mồi bén quá trời luôn. Mình tính không có chia sẻ với các bạn, nhưng mà lâu lâu có ăn món cua này ngon quá trời hấp dẫn luôn. Mình phải quyết định là mình phải quay cho các bạn xem. Để khi mà các bạn rảnh rỗi á, các bạn cũng có thể làm được. Chấm cái nước này nè. Cây nhà lá dừa. Bá vỏ này nhục luôn đi. Con cua hồi nãy phải làm sạch nha các bạn. Con cua hồi nãy phải mình rửa sạch xong mình thả xào nha. Ngon quá trời ngon. Ngon quá không muốn bỏ lỡ. Ăn cua lần nào chưa? Các bạn thích ăn cua luộc hay là ăn cua xào gan me?
hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Nếu như mà gần lúc nào mà nhà mình có cua nữa, mình sẽ làm cho các bạn xem. Luộc chấm với tiêu cũng ngon dữ lắm, chấm với ớt á. Trời ơi trời, cái thứ mà hả, cái mà chén mua ớt nè. bỏ mấy cái ớt màu đỏ đỏ vô các bạn, đâm ra xong rồi. Ôi trời, bỏ thêm miếng tắc hoặc là miếng chanh vô rồi cái đầu cách con cua ra chấm cá trụ nó cay xé cái miệng luôn, ăn nó ngon dữ lắm. Mà món này cũng ngon không kém gì nha các bạn, ngon lắm. Mình quết cái này nè, ôi trời, quết cái này nè, có miếng me me chua chua rồi mặn mặn. Rồi mình quết cái này vô nè, cái xong rồi mình đưa cho các bạn xem. Ôi trời, nó thấm vô gia vị á, nó ngon dữ lắm luôn các bạn. Các bạn thấy không? Ôi trời, ăn cái này chắc bể bụng luôn quá. Nè, ngon quá là ngon. Ăn bóng miệng luôn, ngon quá. Mình ăn hết cái này rồi xong mình sẽ ăn cái càng to khổng lồ này nha. Trời ơi, ngon quá trời ngon. Ngon quá. Mình có chia sẻ cái clip mà mình ăn ba khía luộc mà chấm muối ớt đó các bạn có xem không? Trời, cái này quết vô đây nữa nè. Trời, cái này quết vô đây nữa nè. Ngon quá. Mình đã thưởng thức cái mình xong rồi thì bây giờ mình sẽ tách cái càng to đùng này nha. Hồi nãy cái càng cái con bự nhất đó các bạn. Ôi trời trời. Các bạn nhìn thịt nè. Các bạn nhìn thịt cua nè. Ôi trời, nó to. Cái lúc mà mình làm cua mình đã đập rồi thì nó sẽ dễ tách hơn nha các bạn. Nhìn nè, ôi trời, con cua mà thịt cỡ này nè các bạn ơi, thịt cỡ này nè. Ôi trời, nhà mình có gì ăn lấy nha các bạn. Ôi trời, mình chấm vô đây nữa nè. Trời, ngon quá trời ngon. Để các bạn nhìn thấy không? Ngon hết sảy luôn mà bảy luôn á. Ngon quá. Ngon. Nước sốt nó ngon quá, mình không có cưỡng lại được luôn á. Đi nhà hàng chắc ăn cái dĩa này chắc mấy trăm ngàn các bạn. Trời, vì quá ngon. Không phải vì ngon gì cái gì mà nó, cái nước sốt nó rất là đậm đặc nha các bạn. Hồi nãy mà mình quay các bạn xem á, là cái nước nó xếp xếp cái mặt của con cua. Xong rồi từ cái lúc đó mà tới lúc mà nó sắc lại luôn á, là nó kẹo như thế này luôn á các bạn. Ngon lắm. Nước ở dừa không à, cũng ngon. Nó ngọt. Nếu mà không có nước dừa á, các bạn dùng nước mía cũng được nha. Cái mày kiểu ai vậy? Lại lên cho ăn càng à. Ủa chưa, rất là hấp dẫn nè. Cho bạn càng nè. Bị đi đâu? Cho mày miếng nè. Đó, ăn đi. Đó, ăn đi. Ăn à. Cắn mày ra cho mày ăn nè. Mày ăn đi. Tao ăn thịt mày ăn xương đi, mày ăn thử là được không? Đó, ăn đi. Nguyên cái càng luôn cho mày ăn luôn. Tội nghiệp không? Nó ngọt quá trời ngọt ấy, tới con chó còn mê nữa kìa. Rồi, đi ra đi con. Tính ra con. Cái thịt đó thì chủ ăn con. Cái thịt thì chủ à. Còn vỏ là mày ăn được mày ăn.
ngon quá. Nè con, ăn ngon. Mà trời, nó ăn cái xương đấy được không á? Cái này cứng quá chắc không ăn được nha. Ha, càng này quá trời thịt luôn rồi nè các bạn, nó ra được rồi nè, nó ra xương được rồi nè, nó chắc quá trời chắc luôn rồi. Mình không thể tưởng tượng là nó chắc như vậy luôn á. Mua cua ngoài chợ không có bằng cua nhà mình đâu nghe các bạn. Tại vì nhiều khi mình không biết đường lựa, chính bản thân mình cũng không biết đường lựa. Nó bị ốp. Còn cái này quà trời ơi, thịt quá trời thịt luôn. Mình chấm vô đây cái nữa. Trời trời, kiếm cái nước sốt. Giờ mình chẳng lẽ mình ăn nguyên cục me, trời cục me nè. Mình bỏ cái này ra đi. Bỏ này ra đi. Trời trời, nước sốt nè. Các bạn ơi, bây giờ cục me này mình ấy ra rồi. Mình lấy ra này, ấy ra rồi. Mình đưa cho các bạn xem hoài, các bạn thèm tội nghiệp các bạn. Xin lỗi nha. Rồi thôi, không thể tưởng tượng nó ngon. Không thể tưởng tượng là nó ngon như vậy luôn á các bạn. Quá ngon, không thể tưởng tượng luôn các bạn, ăn sức mồ hôi luôn nè. Ăn sức mồ hôi hộp luôn. Trời ơi. Mình ăn thì các bạn thèm đơn liền. Mình hồi nãy mình cũng có nói, mình cũng không có muốn chia sẻ cái này đâu. Tại vì nó hấp dẫn quá, mình phải chia sẻ cho các bạn. Để khi các bạn rảnh rỗi, các bạn có thể mua về, các bạn làm, các bạn ăn, các bạn thưởng thức. Ăn cái coi cái càng này chắc no tới chiều luôn. Là các bạn thấy không, dĩa cua nó còn nhiều quá trời nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ đem cái dĩa cua này đi vô nhà. Rồi mình lấy cơm nguội mình ăn cơm chiều. Chứ giờ mình ăn nhiều quá rồi no. Tại vì hồi nãy á, mình ăn tới, mình nấu tới 3 con cua lận. Mình ăn nãy giờ quá trời nhiều luôn rồi. Bây giờ mình sẽ chữa cái này, phần cua còn lại này nè. Mình sẽ ăn cơm chiều với các bạn. Các bạn thông cảm nha. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha các bạn. Bye bye. Ăn dính mép luôn nè.